người bạn người bạn ở đây rồi mình cũng đi tiền để mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề mà rút tiền rút như số tiền mình nhận được sau 8 tháng mình làm để cho các bạn hiểu hơn về cái đó, chứ mục đích mình không phải để câu view hay là để cái số tiền này nó không phải là một số tiền lớn đâu, đối với mình nó không phải là số tiền lớn nhưng mà nó cũng là một cái động lực để cho mình theo đuổi cái đam mê của mình, mình nghĩ đủ số tiền sang tiền cổ này nữa, còn số tiền bao nhiêu chút xíu mình để vào nha các bạn, khỏi phải chạy đâu đi các bạn. Rồi đi bà các bạn ơi. Ở đây nó không có cái dịch vụ rút tiền quá tinh như ra, giờ đi kiếm ngàn ngàn khác. Đi qua Đông Á nha. Đi qua Đông Á đi. Đi rút tiền nó cũng gian nan quá trời. Em đi vô má anh à. Đi tham ăn không à. Rồi tới các bạn ngân hàng Đông Á bây giờ mình có nè. Vì công ban không có à? Không có là tôi về luôn quá. Ở đây giờ nó cũng có nữa. Ngân hàng nông nghiệp đi. Ngân hàng nông nghiệp chắc có. Lấy tiền đâu phải dễ hả? Gian đang đi rút tiền. Giờ đi vô rút tiền. Dạ, giờ đi rút tiền. Giờ đây chắc ủa, chú cho con hỏi cổng này vô được không hay đi cổng bên kia chú? Dạ chứ. Dạ rồi, cảm ơn chú. Dạ, rồi bạn Hiếu ơi. Giờ qua tới bên nông nghiệp rồi hả anh Vũ? Dạ, lúa rồi, vậy lúa rồi. Làm gì anh Dũng? Mở ra coi cái thanh toán giờ mình cũng nhớ được. Đây là ngày 12 tháng 6 rồi. Vậy đi qua nộp tiền anh Vũ. Rồi đi qua. Không biết chờ với bao giờ đây. Xíu rồi chắc. Xong hả anh Vũ? Xong. Giang nè. Rồi, đi về. Về nhà đếm tiền nha. Chú đếm tiền cho em đếm kế với nha. Dạ. Hello, chào anh Vũ. Rồi. Vũ chào các bạn. Đây, đây là số tiền mà nè, mình lãnh tiền từ YouTube ở trong ngân hàng Adibank. Đó. Thì cái nhân đây thì mình cũng xin chia sẻ các bạn, tức là cái số tiền này nó không phải là một số tiền nhiều, mà cái đây là cái tiền mình lãnh cái tháng đầu tiên từ YouTube sau 8 tháng mình làm. Thì nói chung là sau 8 tháng mình làm thì mình cũng không nghĩ là tí dụ cái kênh Quỳnh Quang Vũ của mình bây giờ nó được hơn 9.000 người theo dõi. Thì cái số tiền này là cũng là cái số tiền mà các anh chị các bạn mang lại cho mình. Các anh chị các bạn thì có theo dõi, có đăng ký và có chia sẻ những video của mình thì mới có được số tiền như thế này. Mình cũng cảm ơn các anh chị các bạn rất là nhiều. Thì mình cũng muốn cho các anh bạn, các anh chị biết cái số tiền này nó được bao nhiêu. Mục đích để cho các anh chị các bạn cũng như những người bắt đầu làm YouTube để mình hiểu là làm YouTube có tiền là tiền thật và tiền này là tiền đô luôn nha các anh chị các bạn. Đó.
nên và cái số tiền nó không phải là cái số tiền nhiều, mình làm rất là vất vả, nói chung là nó cũng đánh đổi rất là nhiều thứ, cái thời gian rồi cái công sức rồi kể cả những cái lời dèm pha đèm tí đàm tí cũng có, nhưng mà cái mà nó làm cho mình vui thì có một cũng có, mình cũng có một số người bạn và một số người rất là yêu mến mình. Rồi nhân đây mình cũng xin chia sẻ các anh chị các bạn số tiền đó là bao nhiêu để cho các bạn khỏi phải tò mò á. Đây các anh chị các bạn, đây là cái số tiền mình lãnh từ ngân hàng đây băng đây. Đây các bạn, tại sao mà nó có tiền Việt còn tiền đô ở trong anh ha? Cái này là cái số lẻ là không là mười mấy sen á, là nó được như đây. Chính xác của mình đó là được 312 đô, còn cái này là cái số lẻ nó mấy, nó mười mấy sen á đó. Đó đó thì mình cũng nói xin nói, tức là khi mình bắt đầu làm YouTube không có ai tin, là tức là những người thân của mình kể cả những bạn bè mà ấy thì không có tin tưởng mình, nói mình đang làm một chuyện tào lao gì đó. Thì mình muốn cho mọi người thấy, tức là khi mình làm cái này là mình cũng có tiền. Nếu mình làm những cái mà nó có giá trị và những cái nó có ý nghĩa thì có người theo dõi, và mình làm mình hiểu về YouTube để mình làm đúng chính sách của nó thì mình vẫn có tiền đó. Còn tiền mà để được tiền nhiều thì mình phải làm rất là cực lực, và nó không có dễ đâu đó. Và nói thẳng ra là có đam mê mới làm được anh. Đúng rồi, tức là có cái đam mê. Tức là cái số tiền này nó không có là bao nhiêu. Tức là những cái chuyến mà mình lang thang ở miền Tây để mình làm những cái clip về cảnh đồng quê, cảnh cắt lúa, cảnh nuôi ếch, thu hoạch cá lóc. Thì cái mình đi rất là nhiều. Cái số tiền đó nó không có đủ đâu. Và 8 tháng, các anh chị nghĩ 8 tháng thì cái số tiền này nó rất là nhỏ nhau. Nhưng mà đây là cái động lực và những cái tình yêu thương của khán giả, của những cái người mà để yêu mến mình. Mình rất là cảm ơn và mình rất là vui, nó cho mình cái động lực để mình tiếp tục mình làm những cái video nó có ý nghĩa, có giá trị, để gửi đến các anh chị các bạn, chia sẻ cho mọi người để cùng hiểu hơn. Với nhân đây mình cũng cảm ơn, tức là bà xã của mình á, thì thật ra bà xã của mình lúc đầu rất là buồn, tại vì không biết ông này cũng đang làm cái gì và cũng không có hiểu được. Thì mình muốn ví dụ cái số tiền này để mình dành tặng cho bà xã của mình, để bà xã của mình hiểu hơn cái công việc của mình. Mình cảm ơn bà xã rất nhiều trong những cái ngày mà ví dụ mình lang thang đi làm clip cho các bạn, các anh chị xem á, thì ở nhà bà xã mình phải lo mọi việc ở nhà. Nên mình cảm ơn bà xã mình với những cái anh chị cô chú của mình, tức là trong những cái ngày mà mình thiếu thốn á, thì mọi người cũng rất là thương và cũng có cho mình ít tiền xăng, tiền cộ để mình đi làm những cái video đó. Mọi người rất là thương, mình cũng rất cảm ơn những cái tình cảm anh em bạn bè. Với khi mình làm YouTube mình cũng có một số người bạn rất là tốt. Khi mình đi tới chỗ nào thì cũng có những anh em làm YouTube, kể cả cái anh đang quay phim với mình đó là anh Tú Khá Phá Phương Nam, hôm nay mình về thì ảnh giúp mình làm những cái video này để chia sẻ cho mọi người về cái mà đi lãnh tiền YouTube, và cái YouTube nó cho mình được bao nhiêu tiền, rất là vui. Vì mà có tên em ở chỗ nữa đó. Thì Vũ cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm yêu mến Vũ. Cái kênh Long An Dấu Yêu thì hơn 12.000 đăng ký, và cái kênh Quỳnh Quang Vũ là hơn 9.000 người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và Vũ cũng tiếp tục sẽ làm những video hay hơn để phục vụ các bạn, các anh chị. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ là xúc động quá rồi phải không? Chỉ có cảm ơn thôi phải không? Rồi. Nhân đây Vũ cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn đã ủng hộ Vũ trong thời gian qua. Và Vũ cũng sẽ cố gắng để làm những cái video hay hơn, những cái video có giá trị hơn, những cái video nó thực tế hơn về những cái cảnh ở miền quê, những cái hình ảnh những người nông dân trên đồng, những người mà thu hoạch cá, thu hoạch ếch, nó thiết thực hơn và nó gần gũi với cái đời sống hơn. Và là cố gắng những cái hình ảnh của mình nó sẽ đẹp hơn để cho các anh chị, các bạn xem giải trí, hay là cũng như để mình học hỏi về mình hiểu biết hơn về cái cuộc sống miền quê bây giờ nó như thế nào. Rồi Vũ cảm ơn tất cả mọi người.
Rồi. Chào anh Vũ luôn nha. Rồi. Bữa nay em quay ké hơi tí âm thanh rồi. Rồi, rất là nhiều. Không, em nói đùa đâu, không có gì hết anh Vũ ơi. Rồi. Chào khán giả cái đi anh ơi. Rồi, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. mời khán giả uống cà phê với anh Vũ đi. Đây, cái ly cà phê nãy giờ mệt đá quá. Hết rồi. Ngồi uống cà phê ăn hơi rồi mới làm video mới nói cái chuyện được chứ mệt quá. Đi lãnh tiền nó rất là gian nan. Rồi, thôi, chào anh.